Lão hóa da đến từ các nguyên nhân có thể bạn đang bỏ qua. Có nhiều nguyên nhân gây lão hóa da, tuy vậy vẫn có những điều mà giảm thiểu được nó, bạn sẽ có một làn da đẹp hơn. Một số khác có thể tránh được, trong khi một vài nguyên nhân thì không thể phòng ngừa. Việc hiểu đúng và hiểu rõ về các nhân tố này sẽ giúp chúng ta có biện pháp ngăn ngừa và các thói quen bảo vệ thích hợp hơn. Các nguyên nhân bên trong. Lão hóa da xảy ra là một quy trình chuyển đổi tự nhiên của cơ thể. Đây là quá trình liên tục, thường bắt đầu vào năm 25 tuổi. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát và phòng ngừa nó. Có thể hiểu, có hai loại protein giúp cơ thể giữ làn da căng mịn và đàn hồi cũng như lưu giữ sự trẻ trung trên da là collagen và elastin. Đến năm 25 tuổi trở đi, hai chất này sản xuất chậm hơn và không còn thúc đẩy quá trình tái tạo da nhanh chóng. Điều này có nghĩa nó sẽ gây ra tình trạng lão hóa. Biểu hiện rõ nhất thường là da mỏng đi, xuất hiện các vết chân chim. Các nguyên nhân bên ngoài. Đây thường là những nguyên nhân tác động mạnh hơn cả đối với sự lão hóa của làn da. Đó là 1. Tia cực tím. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến da của bạn trở nên lão hóa. Lý do là các tia cực tím trong ánh nắng làm mất đi những collagen trong cơ thể và làm suy yếu đi quá trình hình thành collagen mới. Đây là tác nhân quan trọng nhất bởi ánh nắng mặt trời là thứ bạn luôn gặp trong một ngày. 2. Lạm dụng mỹ phẩm. Việc sử dụng mỹ phẩm quá đà khiến lỗ chân lông bị bít. Da sẽ khó thở dẫn đến khó lưu thông và giảm khả năng tự phục hồi, tái tạo. Đặc biệt, nếu bạn chọn những loại mỹ phẩm không tốt, da mặt sẽ bị tổn thương nhiều hơn. 3. Căng thẳng, mất ngủ. Việc ngủ đủ giấc để làn da có thể phục hồi. Vậy nên nếu bạn không ngủ đủ, chắc chắn làn da của bạn sẽ xám xịt lại. 4. Hút thuốc. Việc này gây ra những thay đổi sinh hóa trong cơ thể. Một trong số đó là quá trình lão hóa da. Thói quen không phù hợp. Thói quen biểu lộ cảm xúc khuôn mặt lặp đi lặp lại khiến vùng da phần mắt và phần miệng phải hoạt động nhiều nên dễ bị chảy xệ. Thói quen ăn uống nhiều caffeine, đường, đồ cay nóng. Các tác nhân khác, ô nhiễm môi trường, khói bụi, khí thải, lao lực, thời kỳ mãn kinh, tiền mãn kinh. Với những nguyên nhân kể trên, chúng ta có thể kiểm soát những thói quen có hại cho da nhằm hạn chế quá trình lão hóa da. Phòng ngừa, đến một độ tuổi nào đó, những nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ rõ hơn, tuy nhiên chúng ta có thể phòng ngừa nó. Sử dụng chống nắng. Tránh tiếp xúc với tia cực tím làm giảm tổn thương da. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo, việc dùng kem chống nắng có SPF 30 trở lên sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi ánh nắng mặt trời và lão hóa da. Cần đảm bảo da đủ ẩm, dưỡng ẩm ngăn ngừa khô da, làm giảm nguy cơ hình thành nếp nhăn. Không được hút thuốc lá, hút thuốc làm tăng tốc độ lão hóa da và gây ra nếp nhăn trên da. Rượu hay các chất kích thích cũng làm mất nước trên da và hình thành các tổn thương trên mặt. Rượu là chất kích thích tương tự thuốc lá, làm mất đi độ ẩm của da. Xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, ăn nhiều trái cây và rau quả có thể ngăn ngừa tổn thương da, trong khi đường và ca tinh chế có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Nhớ rằng cần rửa mặt 2 lần ngày, tránh các chất tẩy cũng như trà sát trên da quá nhiều. Trà sát da có thể gây kích ứng và tăng tốc độ lão hóa da. Rửa mặt sau khi đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt là khi đội mũ bảo hiểm bởi mồ hôi có thể gây kích ứng da. Những kích ứng da đó có thể gây nên các tổn thương và thúc đẩy quá trình lão hóa da theo thời gian. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé!